Xin chào các bạn đang quay trở lại với video của chúng mình. Nhiều nhà phân tích đã đưa ra phản hồi khá tích cực cho sản phẩm Surface Pro 4 của công ty Microsoft, một chiếc laptop Lite vừa sở hữu thiết kế đẹp, thanh lịch lại vừa có cấu hình máy đáng gờm. Tuy nhiên đi vào thực tế sử dụng thì nhiều khách hàng đang dường như là cảm thấy thời lượng pin của Surface Pro 4 không được tốt như mong đợi của mình. Vậy điều đó có hoàn toàn đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé! Surface Pro 4 là sản phẩm được hướng đến đối tượng sử dụng rộng rãi, có thể là học sinh, sinh viên, những người đang đi làm hay là nhân viên văn phòng. Cũng chính vì những nhu cầu sử dụng khác nhau, công việc của mỗi cá nhân khác nhau, nên pin của Surface Pro 4 cũng khá là được quan tâm. Liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của tất cả đám đông hay không? Chúng ta đã từng rất ấn tượng với cấu hình mạnh mẽ của Surface Pro 4 với vi xử lý chip Intel Core thế hệ thứ 6. Đặc biệt RAM có thể lên tới 16GB và bộ nhớ trong SSD chạm ngưỡng 512GB. Tất cả những yếu tố này đã đưa Surface Pro 4 thăng lên những thứ hạng cao trong bảng xếp hạng, những laptop Lite đáng mua nhất trên thị trường hiện nay. Từ khi đưa ra sản phẩm ra thị trường thì Microsoft công bố thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của Surface Pro 4 với mức pin đạt tới 9 giờ đồng hồ khi xem video liên tục. Đối với thời lượng pin như thế này thì cũng được coi là khá khủng. Tuy nhiên thì liệu thực tế khách quan để đánh giá tỷ lượng mà 9 giờ đồng hồ có bị trừ hao đi hay không? Nhiều khách hàng sử dụng sau khi mua sản phẩm đã đưa ra đánh giá cho biết thực tế Surface Pro 4 chỉ trụ được nhiều nhất là khoảng 6 tiếng đồng hồ khi thao tác các tác vụ văn phòng như đánh văn bản, check email, lập bảng hay làm bài thuyết trình. Đối với một người làm văn phòng liên tục trong khoảng 6 tiếng đồng hồ thì đó không phải là một con số quá tệ nhưng cũng không hẳn là quá xuất sắc mà chỉ dừng ở mức là có thể chấp nhận được. Surface Pro 4 với thời lượng pin chuẩn từ 6 đến 9 tiếng như vậy chắc chắn là dư giả đối với những bạn học sinh sinh viên vì công việc của họ khá đơn giản và không cần thao tác máy tính liên tục. Nhưng đối với những doanh nhân, những ai làm văn phòng thì nên cân nhắc kỹ lưỡng về thời lượng pin của Surface Pro 4. Những người mà ưa thích chơi game qua máy laptop thì thời lượng pin cũng là điều đặc biệt chú trọng, với mức pin thực tế là 6 đến 7 tiếng đồng hồ thì có vẻ hơi thấp hơn họ. Vấn đề về thời lượng pin nói cách khác đúng hơn là một bài toán nan giải cho các nhà sản xuất máy tính laptop, like tablet, mong muốn đem hiệu quả, làm việc tốt nhất nhưng mà cân bằng thời gian pin cho người sử dụng, không phải ai cũng sẽ đạt được thiện chí chung của tất cả những người mua hàng. Microsoft đã đem tới một mức pin khá ổn cho Surface Pro 4 với mức pin kết hợp với thiết kế sang trọng cũng như cấu hình mạnh mẽ bên trong hoàn toàn phù hợp với mức tiền mà công ty này đưa ra trên thị trường. Quả thực là để tìm được một chiếc laptop Lite tablet như là Surface Pro 4 trên thị trường hiện nay quả thực rất khó vì ở Surface Pro 4 hội tụ đầy đủ yếu tố cũng như các ưu thế để lôi kéo khách hàng lựa chọn. Như đã nói thì lượng pin là một yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả. Surface Pro 4 cung cấp cho người dùng một thời lượng pin vừa phải cho tất cả. Vì thế, sản phẩm này gần như đạt mức 10 điểm rồi. Surface Pro 4 là lời khuyên đúng đắn nhất cho những ai đang mong muốn mua một chiếc laptop làm việc và giải trí nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.